xuất phẩm của Trần Dũng, đạo diễn Chu Duệ Bân, Lý Văn Long, biên kịch Thân Tiệp, chế tác Tiêu Đạt Thâm, với các diễn viên Phương Lực Thân trong vai Văn Hướng Thiên, Mặc Thiến trong vai Tiền Tiểu Tuế. Ngô Đại Duy trong vai Tiền Đại Niên, Vương Vũ trong vai Tạ Tử Thiêm, Dương Tử Đồng trong vai Bạch Địch Tính, Hàn Đồng Sinh trong vai Tề Đại Mã, Tạ Xuất trong vai Đông Hoa, Trần Huy Quang trong vai Bạch Cảnh Thiên, Cái Khách trong vai Bà Văn. Hạt dưa đậu phộng. Cảm ơn anh Ngọc. Cảm ơn cậu nhiều nha. Lại giúp được việc lớn rồi. Viện trưởng, mình qua nói vài câu đi. Được, được. Viện trưởng, tôi muốn hỏi thăm bà một chút. Cứ nói. Viện Phúc Lợi chuyển tới đây tiêu tốn bao nhiêu tiền? Chuyện này tôi không việc gì phải nói cậu biết. Là như vậy, tôi nghe nói nhà họ Văn làm việc tốt là muốn làm tới cùng. Họ rất có hứng thú với Viện Phúc Lợi, đang muốn chuyển tới một số tiền. Được đó, hoan nghênh. Là cậu Văn lần trước phải không? Cậu ấy nói với tôi, vài hôm nữa sẽ đưa một kiểm toán tới, rà soát rõ ràng việc tháo dỡ Viện Phúc Lợi rồi đầu tư tiếp. Lão Tiền, người của tôi vừa mới tới báo tin, tên nhóc đó kéo số hàng tới Viện Phúc Lợi rồi. Được, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ý, tới rồi. Ông chủ, tôi đã về rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Sao hả? Đem hàng hóa về hết rồi hả? Tốt, tốt, tốt. Để tôi vác vô. Chút nữa mới vác. Để tôi kiểm lại đã. Tiểu Tuế. Tiểu Tuế lúc nãy bị phát bệnh. Anh tôi kêu tôi đưa cô ấy về. Được, cảm ơn nha. Làm phiền anh rồi. Không sao chứ Tiểu Tuế. Em không sao. Anh đi chuyển hàng vô trước đi. Em có chuyện muốn nói với A Ngọc. Chút nữa em kêu Lão Ca qua phụ anh. Đi thôi. Cô không sao chứ? Chuyện gì vậy? Cậu đã đi đâu? Yên tâm đi. Số hàng gửi dư ra tôi tặng vô Viện Phúc Lợi rồi. Sao vậy? Cậu đã tới chợ đầu mối nào? Thì là thành Tây căn đó đó. Thường người ta lái xe phải tốn cả tiếng đồng hồ. Cậu chỉ cần nửa tiếng mà đã tới rồi sao? Cô tới đó. A Ngọc, qua đây.
Ông chủ, nói tôi biết tại sao lô hàng này lại dư ra 2 thùng. Người ta chiết khấu cho chúng ta, chuyển đổi thành hàng cho tôi đem về. Làm gì mà tốt vậy? Nhất định là mua hàng tồn kho. Đâu có, anh mở ra coi đi. Y chang nhau hết. Không có. Con gián kìa. Ở đâu? Nó ở đâu? Ở trong phòng làm việc của ông chủ. Đánh chết nó. Nè nè nè, các người làm cái gì vậy hả? Ông chủ, phòng làm việc của anh có một con gián rất bự bò vô đó. Làm gì có gián chứ. Tiểu Tuế, cậu rốt cuộc là ai hả? Chẳng phải cậu nói cậu không biết lái xe sao? Còn nữa, tại sao cậu có thể lấy thêm được hàng hóa? Tất cả những câu hỏi của cô đều chỉ có một câu trả lời. Tôi đã tới chi nhánh doanh nghiệp của Văn Thị ở đây. Anh Văn lần trước mình gặp đó đã cho tôi một tấm danh thiếp, còn nói tôi sau này Diện Phúc Lợi có gì cần tới thì cứ việc gọi anh ấy, nên tôi đã gọi cho anh ấy. Kết quả anh ấy giúp tôi thật, anh ấy giúp tôi liên hệ xưởng cung ứng ở đây, sau đó thì hỗ trợ chúng ta vài thùng nước uống và đồ dùng hàng ngày. Còn xe thì sao? Cậu nói cậu không biết lái xe mà. Nghe tôi nói đã, đúng lúc có một người cần tới thành tay có chút việc, đó là một tài xế già. Ông ấy thấy tôi lái xe cà vịt nên đã giúp tôi lái đi một đoạn. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tôi trách lầm cậu rồi. Xin lỗi nha. Sao cậu lại giúp tôi? Bởi vì để cảm ơn cô trị bệnh cho tôi. Hôm nay họ nói cô lại phát bệnh. Cô bị bệnh gì vậy? Không có gì, tức anh đó. Nói tới lần trước, tụi tôi sợ muốn rụng tim luôn. Bác sĩ nói Tiểu Tuế bị suyễn rất nghiêm trọng, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Sao lại bị vậy? Nghe bà chủ nói từ nhỏ đã bị rồi, bị từ nhỏ tới lớn. Tiểu Tuế này nói tới tội nghiệp lắm. Vậy sao không đưa đi bác sĩ? Có phải ông chủ sợ tốn tiền không? Không phải vậy đâu. Không phải lỗi ông chủ. Anh ấy không bủn xỉn gì với em gái mình hết. Mấy năm trước đưa cô ấy đi khám bệnh, tốn tiền không ít. Nếu nói Tiểu Tuế bây giờ được như vậy là coi như đã đỡ nhiều lắm rồi. Tại sao vậy? Sao lại như vậy? Tôi cũng đâu biết đâu. Thằng ngốc thì có phúc của thằng ngốc. Có người giúp cậu ta, tôi làm sao mà biết. Anh đã hứa với tôi là sẽ đuổi cậu ta đi mà. Biết rồi, tôi nhất định sẽ đuổi cậu ta đi. Tôi nói anh biết, cậu ta không đi, tôi đi. Ý tôi muốn nói là tôi sẽ khiến cậu ta biến mất khỏi mắt anh, để anh và Tiểu Tuế sẽ được sống cuộc sống bình yên vui vẻ. Thấy sao? À phải, tôi lại nghĩ ra được một kế độc. A Ngọc, qua đây. Qua đây, qua đây. Qua đây, không sao. Kể nó đi. Chuyện gì vậy ông chủ? A Ngọc, gần đây thấy cậu kéo hàng rất có tiến bộ, cho nên tôi quyết định cho cậu thăng chức. Thật à? Để cậu thăng chức tuần sát viên, thế sao hả? Chức tuần sát viên rất vinh hạnh. Nói cậu biết trách nhiệm rất nặng đó. Trách nhiệm của cậu chính là phải coi chừng toàn bộ siêu thị, phải quan sát khách hàng của chúng ta, còn phải giám sát nhân viên nữa. Trách nhiệm lớn vậy sao? Chỉ sợ tôi làm không nổi.
Nói cậu làm được thì là được. Tôi có lòng tin ở cậu. Làm. Bạch Tổng, ông tìm tôi. Cậu có biết tại sao Văn Thị càng ngày càng khó khăn không? Thị trường thu hẹp, doanh nghiệp suy thoái, nhân tài bị lãng phí. Giặt nhà thì khó phòng. Bạch Tổng nói vậy là có ý gì? Coi cái này đi. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội. Mấy con số này cậu làm sao mà có được chúng? Bạch Tổng, tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm. Hiểu lầm. Một trợ lý như cậu lại đem mấy số liệu này chỉnh sửa lại hết. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi nói cậu biết, Tạ Tử Thiêm, tôi muốn khép cậu vào tội gì thì sẽ là tội danh đó. Cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tử Thiêm, xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Địch Tích, thì ra anh không phát hiện ra em đã diễn xuất hay tới vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng diễn nữa, đã tới lúc nên hạ màn kịch xuống rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Được, đem nói rõ em biết. Hôm đó em chạy tới xin anh đừng có hạ bệ ba em, anh đã đồng ý. Em cũng hứa với anh là sẽ giữ kín bí mật. Nhưng kết quả, nhờ vào phúc của em, giờ anh bị điều qua phòng đối ngoại làm rồi. Em đã mãn nguyện chưa? Tử Thiêm, chuyện này em chưa từng nói với ba em. Em từng nghe qua câu chuyện Pinocchio chưa? Một khi cậu ta nói dối, mũi của cậu ta sẽ dài ra, cuối cùng càng ngày càng dài rồi biến thành một quái vật. Anh đừng có nói mấy lời như vậy, em thực sự không có nói mà. Có hay không, không còn quan trọng, anh có thể hiểu được. Dù sao em vẫn là con gái của Bạch Cảnh Thiên, cho dù anh có thân thiết với em tới đâu, thì cũng chỉ là người ngoài thôi. Nhưng anh khó chịu nhất chính là việc em đã gạt anh, em đã lừa dối anh. Em không có gạt anh, sao lại không tin em chứ? Em thề với anh đó, em thề là em chưa từng nói chuyện này với ba. Không quan trọng nữa, bởi vì anh cũng đã không giữ lấy lời hứa của mình. Địch Tích, bây giờ anh có thể nói em biết, anh chưa từng dừng việc điều tra ba của em. Em nghe xong có phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Chúng ta huề nhau. Anh đã từng nghĩ là chúng ta có thể cùng đứng chung chiến tuyến. Nhưng anh đã sai. Nếu như bây giờ bắt anh đưa ra một lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh sẽ từ bỏ tình yêu. Sao vậy? Tiểu Tuế, Tiểu Tuế, cô bị sao vậy? Thả lỏng đi, hít thở sâu, làm theo tôi. Viện trưởng từ chức rồi, còn để lại 150.000 để tôi tu sửa phòng ốc. Thật sao? Bãi để lại một bức thư, nói để tôi làm viện trưởng. Thật sao? Sao lại như vậy chứ? Sao tôi biết được? Tôi muốn làm tốt quá đi à. Vậy cô đã chuẩn bị tâm lý trở thành một viện trưởng hao hơi tổn trí chưa? Phí lời, tôi không làm viện trưởng thì mấy đứa trẻ đó ai lo? Tất cả mọi người tập hợp lại cho tôi. Hài hóa đơn liên tục đối chiếu đều không đúng. Đào Đào, ông chủ, rốt cuộc đã mất những gì? Nói cho mọi người biết đi. Lúc tôi kiểm kê hàng, phát hiện mất 3 cây xúc xích dăm bông, 2 hộp kem đánh răng và 1 hộp kẹo cao su. A Ngọc, mấy tổn thất này cậu phải bồi thường hết. Sao anh lại bắt người ta gánh chứ? Đã quy định rất rõ rồi, việc ai nấy làm, mất đồ thì đương nhiên cậu ấy chịu rồi. Sao hả A Ngọc, có phục không? Tôi phục,
Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội nha. Thà là mất lòng trước. Nếu còn mất đồ, sẽ không chỉ đơn giản là bồi thường, còn mất đồ nữa thì biến. Làm việc, làm việc. Cậu ngốc quá. Không phải là tôi nói ông chủ không tốt, mà đây rõ ràng là đang trả thù cá nhân. Cả trái đất ai cũng nhìn ra được. Phải, ông chủ có phần hơi tàn nhẫn quá. Kể từ ngày mai, mỗi người chúng ta phụ trách một tuyến đường, một khu vực. Phải áp dụng chiến thuật người canh chừng. Nhất định phải bắt cho được tên trộm này. An Ngọc đâu? Làm gì vậy? Sao khuya rồi còn chưa ngủ? Tôi đang tập nhớ hết hàng hóa ở trên kệ. Đợi ngày mai khi đi tuần, có những thứ gì ở những chỗ nào có bao nhiêu tôi sẽ có ấn tượng. Chìm ngốc tập bay mà. Cậu toàn tự làm mình khổ không? Hồi sáng tôi đã xi nhan với cậu rồi mà cậu không nghe. Anh tôi nói cậu như vậy, cậu không giận anh ấy sao? Có gì mà giận? Muốn nổi giận chi bằng tìm cách giải quyết vấn đề thì hơn. Hiện giờ tôi đang tránh để những vấn đề này xảy ra. Cô sao vậy? Cậu được lắm, A Ngọc. Không ngờ đó nha. Cậu yên tâm đi. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ bảo vệ cậu. Hôm nay cũng lại bị thiếu đồ. Không phải chứ? Không thể nào, cả ngày tụi em đều kiểm tra, anh đếm lộn rồi. Anh biết là các em sẽ nói như vậy mà, cho nên anh đem tới đây. Đây là phiếu nhập hàng, mọi người coi đi. Anh biết mọi người ai cũng muốn nói giúp cho A Ngọc. Mọi người khỏi nói, khỏi có nói, anh không cho cậu ấy cơ hội đâu. Anh nói em biết, tiền đại niên anh lập ra quy tắc làm người là để làm gì? Để ngăn mọi người tiếp tục tái phạm. Bây giờ A Ngọc mắc phải sai lầm thì phải chịu trừng phạt. Không phải, không có phạt. Tôi là người tốt. Bây giờ sẽ trực tiếp bái bài tạm biệt. Mời đi. Giờ anh bước ra đây vẫn còn kịp đó. Đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Làm ra vẻ bí ẩn. Người như cậu tôi thấy nhiều rồi. Vậy được thôi, mời mọi người theo tôi đi coi camera ghi hình. Bị hư lâu lắm rồi, đừng coi nữa. Ông xã, em cảm thấy em giống như cảnh sát vậy, như kiểu đang phá án. Lần này hắn ta chắc chắn chạy không thoát, tên này đúng đáng ghét. Lần này bắt được hắn, nhất định phải treo lên, đánh cho một trận như tử. Tôi nhớ ra rồi, thật ra không có thiếu gì hết, hình như để thiếu hai món lên kệ. Ông chủ, anh thật là tốt bụng. Anh nghĩ cái gì, tất cả chúng tôi đều biết hết. Anh sợ sau khi bắt được cái tên ăn trộm đó rồi, tên đó bị vạch trần bộ mặt sẽ xong đời với chúng tôi. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được cái tên đó. Phải phải, thật ra cũng không cần phải làm căng tới như vậy, cho hắn một cơ hội làm người mới. Thất đức quá đi. Anh ta nói gì thì anh nghe theo sao? An Ngọc, cậu đừng giận anh tôi nha. Không có đâu, tại tôi không tốt, toàn gây thêm phiền phức. Đừng đừng, cậu tuyệt đối đừng có nói như vậy. Chuyện này, có lẽ tôi nên nói thật cho cậu biết. Chuyện này thật sự không phải tại cậu. Hai người họ tới tận bây giờ vẫn chưa có con. Chị dâu tôi nôn nóng cứ muốn có liền. Trong lòng anh tôi bị áp lực. Lần nào về tới nhà đều tìm cách trốn đi. Theo như quan sát và phỏng đoán của tôi, hiện giờ anh tôi bị vấn đề về tâm lý tương đối là nghiêm trọng. Thì ra là như vậy. Chị dâu tôi tốt với cậu, nhiều khi là chỉ muốn để anh tôi thấy thôi. Anh tôi nhìn thấy đương nhiên nổi giận rồi. Nói coi, nếu tôi có thể giúp anh cô giải quyết vấn đề này, anh ấy có chịu chấp nhận tôi không?
chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề này làm sao giải quyết chứ? Chúng ta chia ra hai đường, cô làm theo tôi, đi khai sáng chị dâu cô. Cô nghiêm túc chút có được không? Chiêu này linh lắm đó. Vậy anh tôi phải làm sao? Sợ ảnh không hợp tác nha. Tôi sẽ khai sáng cho anh cô. Cậu sao? Dùng kiến thức tâm lý học mà cô đã dạy tôi đó. Đừng đừng đừng, tôi kỳ cựu như vậy mà cậu không dám đi. Cậu đi chắc chắn sẽ hư chuyện. Tưởng thử coi. Cậu bạn, tâm lý học là một môn học rất là uyên thâm, không phải như cậu tưởng đâu, có hiểu không? Hiểu rồi. Ông chủ, sao anh lại ghét tôi như vậy? Thật ra không phải tôi ghét cậu, mà là cậu khiến người ta ghét. Nhưng tôi có thể giúp anh. Cậu giúp tôi cái gì? Đối phó với chị dâu. Tôi biết anh vốn không sợ chị ấy, chỉ là cưng chị ấy, yêu chị ấy. Cháy mà giận, anh liền bức bối. Đó là người đàn ông đích thật. Chỉ là anh vẫn luôn nghi ngờ bản thân, đúng không? Đủ rồi, đủ rồi. Chị hai, đừng nói nữa. Chị hai, chị có muốn cái đó đó với anh em không nè? Đương nhiên là chị muốn rồi. Nhưng mà anh em có thấy đó bao giờ đâu. Làm anh ấy sợ nữa. Vậy chẳng phải xong sao? Chị nghĩ chẳng phải xong sao? Em nói chị nghe chuyện này, chỉ cần chị tin em một lần thôi có được không? Chắc chắn không sao hết. Nhất định trúng chiêu. Mua nó ở đâu? Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Kiểm tra rồi, nói là không bị gì. Có đó, vấn đề tâm lý. Anh là người đàn ông, người đàn ông thật thụ, phải không? Đương nhiên rồi. Nếu anh mà không phải thì trên đời này không còn đàn ông rồi. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt, không được trốn tránh. Nên tối hôm nay anh phải khiến vợ anh cảm nhận được anh là một người đàn ông dũng cảm đối mặt. Nhấp ngụm rượu trước, lấy chút gan, cho chị ấy một sự kinh ngạc. Đây chính là trách nhiệm người đàn ông nên có. Tử Thiêm, sao mấy ngày nay anh cứ tránh mặt em? Có chuyện gì mà chúng ta không thể trực tiếp nói rõ chứ? Anh sợ mỗi một lời anh nói đều sẽ truyền tới tai Bạch Tổng thôi. Rốt cuộc em phải nói với anh bao nhiêu lần thì anh mới tin? Em không hề nói gì với ông ấy hết. Bạch tiểu thư, đừng diễn kịch nữa. Được, coi như anh xin em, được không? Anh bảo đảm với em, ở trước mặt em bảo đảm với Bạch Tổng, từ nay về sau Tạ Tử Thiêm anh nhất định sẽ thành thật tuyệt đối. Làm phiền em chuyển mấy lời này tới tai Bạch Tổng. Được, bây giờ em sẽ đi nói với ba em, kêu ông ấy điều anh về lại. Như vậy thì anh sẽ chịu tin em chứ? Bạch Địch Tích, trong mắt của em anh lúc nào cũng là một kẻ nhu nhược, chở phụ nữ đi xin xỏ thì mới có thể tồn tại, có đúng không? Em khiến anh quá thất vọng rồi. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Tử Thiêm, Tử Thiêm, chiều qua phòng ngoại giao rồi. Tại sao vậy? Tại con coi một số tài liệu, Bạch Tổng biết được nên đã nổi giận. Có phải do Hướng Thiên kêu cậu làm vậy không? Không phải, là do tự con tò mò thôi. Tử Thiêm à, tôi đã chứng kiến cậu và Hướng Thiên cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hướng Thiên lúc nhỏ gây ra những phiền phức gì, cậu đều gánh hết giùm nó. Bị đánh, bị giận, bị chửi, đều là cậu hết. Hai đứa đều như con tôi vậy. Tôi xin cậu đó, ráng nhẫn nhịn đi. Đợi Hướng Thiên quay trở về rồi, nhà họ Phan sẽ không bạc đãi cậu. Bác yên tâm, cho dù là làm việc ở đâu, con cũng sẽ tận lực vì nhà họ Văn.
Nghe đây, 9 phút nữa bắt đầu. Cần lau thì lau, cần dọn thì dọn, cần bỏ thì tạm thời để đó. Còn nữa, tính tiền kỹ cho tôi nha. 9 phút đó. Tôi nói cậu nghe, anh tôi và chị dâu hai người họ hòa hợp lại rồi. Thật sao? Đúng vậy. Anh cô làm gì mà gấp gáp lên trển vậy? Coi tivi đó, trời sinh may mắn, tháng nào cũng có một kỳ tiết mục đặc biệt. Tất cả mọi câu hỏi, khán giả đều tranh nhau trả lời. Vậy thì đã sao? Năm nào anh tôi cũng giật giải. Làm sao có thể? Không tin hả? Có kỹ xảo hết, đi thôi. Là đến chương trình đặc biệt mỗi tháng một kỳ, trời sinh may mắn. Chương trình trở lại chính là hy vọng đem vận may đến với khán giả tại trường quay này và những khán giả xem qua màn hình tivi. Phần thưởng kỳ này sẽ do công ty Avantage tài trợ. Nghe thấy chưa? Phần thưởng lớn lần này là cái máy hút bụi đa năng. Chương trình này được tài trợ bởi tập đoàn Avantage, máy hút bụi đa năng. Chính là món mà bà chủ các cô cậu rất thích. Cho nên là ai có thể có được đáp án, tôi sẽ cho người đó 3 ngày phép, có nghe rõ chưa? Ông chủ, cứ tính tôi luôn không? Tôi thấy chắc không cần cậu lắm đâu. Vậy đi, cho cậu một nhiệm vụ quan trọng lắm đó nha. Hỗ trợ hậu cần. Hỗ trợ hậu cần cái gì? Chính là cực lực ở phía sau hậu cần, đảm bảo chúng tôi ăn phủ phê đó. Để tôi phụ cho. Không cần đâu. Làm kiểu gì mà để mặt mày lem luốc như ông kẹ vậy? Để tôi lau cho. Không cần. Đứng yên. Được rồi. Phải thoa dầu lên. Đàn violon được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới và là một trong những bè quan trọng nhất trong dàn nhạc hiện đại. Cho hỏi, cái đàn violon được sinh ra ở nước nào? Hãy nhìn lên màn hình. Đàn violon được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. À, nè, tập trung tinh thần đi. Tập trung tinh thần đi. Cửa ải cuối cùng. Ai trả lời được cho nghỉ phép 3 ngày? B, Ai Cập. D, Pháp. C, Trung Quốc. D, Pháp. Thời gian bắt đầu đếm ngược. Sau khi về không, những tin nhắn sau đó sẽ không được tính. Hãy mau tranh thủ thời gian, suy nghĩ cho thật kỹ. Được, hãy mau gửi đáp án chính xác của các bạn. Hết thời gian. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố đáp án chính xác của vòng 3. Đáp án là B, Ai Cập. Tiểu Hoa, cậu đó. Chẳng phải cậu phụ trách chọn B sao? Sao đợi cả buổi không thấy số điện thoại của cậu đâu vậy? Xin lỗi ông chủ, tôi đã gửi trễ. Cái gì? Cậu gửi trễ sao? Cả buổi gửi tin nhắn chính xác lắm mà, không canh lúc nào gửi trễ, mà cứ phải canh ngay lúc này chứ hả? Thật ra hai dòng trước tôi cũng gửi trễ. Anh Hoa, mau đền cho vợ tôi cái máy hút bụi liền. Sao kỳ vậy? Ở đâu ra chuyện vô lý như vậy chứ? Tự nhiên bắt đền à? Anh, sao anh cứ làm quá lên vậy? Chẳng phải chỉ mới lần này thôi sao? Ông chủ, tôi trúng rồi. Số điện thoại cuối cùng là của tôi đó. Anh phụ trách A mà. Đúng vậy, cậu phụ trách A mà. Sao lại... Đúng là số điện thoại của cậu. Sao cậu lại gửi B vậy? Hình như là lúc nãy A Ngọc buộc miệng nói B, sau đó tôi vô thức bấm B gửi luôn. Cái gì? A Ngọc, sao có thể chứ? Tôi đã nói D. Đầu bí đao, anh nghe nhầm rồi. Bởi vậy mới nói, tóm lại là nhờ lãng tài. Lãng tài đúng lúc lắm. Quá tốt rồi, chúc mừng cậu, cho cậu 3 ngày phép. Tử Thiêm, hôm nay phu nhân cứ khen con suốt. Vậy sao? Nhưng bà đừng quên, con vừa mới mất chức trợ lý. Vậy thì có làm sao? Vẫn là người nhà họ Văn mà. Chỉ cần phu nhân và Hướng Thiên hiểu cho con thì chẳng phải được rồi sao? Trong lòng của bà, con chỉ có giá trị như vậy thôi. Ý của ba là sao? Con không muốn cả đời chỉ làm con cá trong bể cá nhà họ Văn. Tử Thiêm, không được nói năng lung tung.
Bà, con chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Với lại còn có cái gì mà không thể nói chứ. Hà cớ gì con sinh ra trên đời thì định sẵn phải sống vì người khác chứ. Bà cực khổ nuôi con khôn lớn, chỉ mong con cả đời đi theo đuôi người khác sao? Tử Thiêm, nói năng phải có lương tâm. Nhà họ Văn đối xử chúng ta không tệ, chúng ta được nhà họ Văn là phúc phần nhà chúng ta. Đáng ra còn phải biết chứ. Có biết bao thạc sĩ, tiến sĩ du học ở nước ngoài về. Mấy nhân tài đó, tập đoàn Văn Thị đều không tuyển dụng lấy một người, tại sao có lại phải chọn trúng con chứ? Thì ra trong lòng ba luôn nghĩ như vậy về con. Bà chỉ muốn tạt nước cho con tỉnh, con không thể một nước lên mây được đâu. Hướng Thiên lúc nào cũng đối xử với con như anh em ruột vậy, con không thể phụ lòng người ta được. Được rồi ba, con biết rồi. Chắc tại hôm nay mệt quá nên hơi có chút hồ đồ. Yên tâm đi, không sao, con đi ngủ trước. Bà cũng ngủ sớm đi. Tử Thiêm, giám đốc Tạ, anh tìm Bạch Tổng hả? Phải, Bạch Tổng không có đây. Chừng nào ông ấy quay lại, có lẽ khoảng một tiếng nữa đang trên đường về. Được, tôi sẽ ở đây đợi ông ấy. Dạ được. Siêu thị Niên Tuế Tuế. Phải, số hàng đó gần đây thật sự rất khó bán, cho nên đều tồn ở chỗ của tôi. Không không, anh không có nhầm. Đương nhiên không phải lỗi của anh, là do tự tôi bán không tốt. Cho nên xin anh có thể hoãn khoản thanh toán đợt cuối chậm lại một chút không? Bây giờ hàng hóa càng ngày càng khó bán. Trong trấn lại mở ra thêm hai cái siêu thị, khách hàng đều chạy đâu hết. Anh cô bị người ta lừa rồi. Ông chủ, tôi đang bận, cậu ra ngoài đi. Đang bận. Ông chủ, thật ra ông không cần xin bọn họ. Hàng hóa của chúng ta không nhất thiết phải nhập từ chỗ họ. Được, tôi cũng muốn nghe thử. Số hàng đó không nhập từ chỗ họ thì phải nhập từ đâu hả? Tôi nói thẳng, hàng của chúng ta đều là những sản phẩm lỗi thời. Thị trấn đã đổi mới lâu rồi. Ở chỗ chúng ta tuy là hẻo lánh, nhưng rất chịu chạy theo thời đại. Ai nấy đều muốn sống cuộc sống như trong thành thị, nên ta phải nhập một số đồ gia dụng hiện đại nhất, bền bỉ nhất. Ông xã, em cảm thấy A Ngọc nói rất có lý đó. Với lại A Ngọc đi qua nhiều nơi hơn chúng ta, em cảm thấy sự hiểu biết của cậu ấy về thời trang và thịnh hành cũng nhiều hơn chúng ta. Đúng đó, anh, thực ra em cũng biết, anh sớm đã muốn đổi một lô sản phẩm mới rồi, có đúng không? Phí lời. Thật ra chuyện này anh đã nghĩ tới từ lâu rồi, anh nói cho em biết. Nhưng mà mấy thứ này chính là một chiến lược. Đúng. Làm như vậy rất nguy hiểm. Một khi đổi chỗ như đổi dao, chỉ cần đổi nhầm là mất luôn cái tiệm. Cho nên rất nguy hiểm, không thể đổi bừa được. Tôi có thể đưa mọi người vào thành phố tìm xưởng cung ứng. Quyết định vậy đi. Anh nè, em và A Ngọc vô thành phố trước, sau đó sẽ đặt mua một lô hàng đem về để anh nhìn cho sướng. Sao hả? Được đó, ông xã. Tiểu Tuế nhớ nha, trên đường muốn ăn cứ ăn, uống cứ uống, đừng tiết kiệm cho anh. Biết chưa? Em biết rồi. Còn nữa, đi đường nhớ cẩn thận cái tên A Ngọc này. Nhớ đó, A Ngọc, tôi canh cậu đó. Sao lại nói như vậy chứ? Anh nói vậy thì sao? Ngoài ra còn nữa, tiền chị hai đưa em, cất kỹ, cất trong bóp, kéo khóa lại. Anh nói tin trộm nghe đó, vậy phải để ở đâu? Nhét vô người đó, em biết rồi, vậy cũng được. Cẩn thận nha, được rồi, hai người quay vào đi, đi đường cẩn thận. Biết rồi, tụi em đi đây. A Ngọc, lái xe cẩn thận, chú ý chưa? Bye bye, chậm thôi, lái xe cẩn thận đó. Mau nhìn đi. Ai vậy? Hà Nhất Nhất đó, dẫn chương trình Trời Sinh May Mắn nè. Tôi nói cậu nghe, tôi thích anh ấy nhất. Thật không ngờ hôm nay anh ấy lại ở đây. Cuối cùng tôi đã thấy người thật rồi. Vậy tôi là người giả sao? Đâu cần phải kích động vậy chứ. Hôm nay tôi không đem thuốc cứu mạng đâu nha. Qua đó đi, tôi phải xin chữ ký của anh ấy. Mau lên. Hà Nhất Nhất.
Hà Nhất Nhất. Hà Nhất Nhất, Hà Nhất Nhất. Tiểu Tuế, cậu làm gì vậy? Khó khăn lắm mới chen được vào trong đó. Cô bình tĩnh chút đi có được không? Bộ dạng như vậy kỳ cục lắm. Cô coi kìa, đầu tóc rối lên hết. Cậu không biết đâu, ước mơ lớn nhất cả đời tôi chính là có thể có được chữ ký của Hà Nhất Nhất. Cậu biết không? Chị Hai, cô có tới bao nhiêu mơ ước lớn nhất vậy hả? Không thực hiện được thì sẽ là mơ ước lớn nhất thôi. Không thực hiện được, sao lại không thực hiện được? Chỉ là một chữ ký thôi mà. Cậu không hiểu đâu. Tôi không hiểu sao? Nhất Nhất, Hà Nhất Nhất. An Ngọc, An Ngọc. Đợi một chút, đợi một chút. Cho tôi xin chữ ký đi. Làm gì vậy? Được rồi, sao cậu lại đuổi theo tới tận đây đòi xin chữ ký chứ? Ký ở đâu đây? Đơn đặt hàng. Có ai xin chữ ký kiểu như cậu không? Xin lỗi, tôi không có tờ giấy khác. Anh ký tên giùm tôi đi nha. Bạn tôi cực kỳ yêu thích anh. Bạn cậu sao? Kêu cô ấy tự tới xin tôi chữ ký. Làm phiền anh, cho tôi xin chữ ký đi mà. Đủ rồi, cho tôi xin chữ ký đi. Không sao chứ? Không sao chứ hả? Để tôi coi có bị thương không. Coi cậu đó, sao lại mặc dày như vậy chứ? Ký tên giùm tôi đi. Cậu đi đâu vậy? Tôi tưởng lạc mất cậu rồi đó, có biết không hả? Thì tôi tới tìm cô đi nè. Sao tới giờ cậu mới quay lại? Tiền bị móc hết rồi. Bị móc rồi. Túi bị khoét lủng rồi. Thôi bỏ đi bỏ đi, người không sao là được rồi. Sao tới giờ cậu mới quay lại? Vừa nãy cậu đi đâu? Tôi kêu muốn rát hết cổ họng luôn. Tôi cứ kêu bắt trộm. Lúc đó cậu đã đi đâu hả? Xin lỗi cô, giờ mới nói xin lỗi. Lúc nãy sao lại bỏ đi chứ? Cậu không biết lúc nãy tôi sợ cỡ nào đâu. Tôi sợ bị lạc anh, tìm không được anh. Sao anh không nói tiếng nào mà đi lung tung vậy? Rốt cuộc anh đi làm cái gì chứ? Đồng đó. Ước mơ tiếp theo của tôi chính là tiền. Hãy mau quay về lại đây đi. Đừng có nghĩ nữa. Nghĩ coi chúng ta làm sao ăn cơm đi nè. Còn ăn sao? Còn mặt mũi đâu mà ăn. Giờ có quay về Vịnh ăn một tháng cũng không đền bù lại nổi số tiền đó của anh tôi. Muốn ăn cậu tự ăn, tôi không đói. Coi bộ có người còn đói hơn tôi nữa. Đừng có cười tôi nữa, tôi đã phiền lắm rồi. Trở về anh tôi sẽ chửi tôi cho coi. Tôi sẽ gánh tội danh này cho cô. Sao hả? Thật sao? Không được đâu. Anh tôi mà biết do cậu làm sẽ đày đọa cậu tới chết. Không nghiêm trọng vậy đâu. Tôi có thể chạy mà. Chạy? Cậu chạy đi đâu? Tôi nói cậu biết, cậu không được đi đâu hết. Ở đây là nhà cậu, có nghe rõ chưa?